Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arsenal và câu lạc bộ PSV Eindhoven. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Arsenal trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp PSV Eindhoven với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là nếu như các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên, và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ thì Arsenal và PSV Eindhoven cũng đã có 4 lần gặp nhau. 4 lần gặp nhau đó thì Arsenal thắng 1, hòa 2 và thua 1 trước PSV Eindhoven. 5 trận thi đấu gần nhất của Arsenal thì Arsenal bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của PSV Eindhoven thì PSV Eindhoven cũng thắng 4, hòa 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào PSV Eindhoven được chấp 1,25 hoặc là 1,5 nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Arsenal ở trận đấu này thì một lần nữa PSV Eindhoven bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Arsenal thì mình thấy là PSV Eindhoven họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó, hoặc là PSV Eindhoven có để thất bại trước Arsenal với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn PSV Eindhoven chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là PSV Eindhoven họ cũng đang rất là cân bằng với Arsenal nữa. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Với phong độ đang cực kỳ tốt ở thời gian đây, cộng với trận đấu này, PSV Eindhoven có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất và cái thành tích thi đấu trên sân khách ở những trận vừa qua thì cũng đang rất ổn định. Thì biết đâu trận đấu này PSV Eindhoven mới là những người giành chiến thắng ở trận đấu này thì sao? Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn PSV Eindhoven, lựa mức kèo được chấp 1,25 hoặc là 1,5 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Với lại là ở thời điểm hiện tại cả hai đội đang giữ cho mình một cái phong độ cực kỳ ấn tượng và hiệu suất của bàn nó cũng ổn định. Thì mình nghĩ là trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng, dự đoán sẽ là 3-2 nghiêng về cho Arsenal, hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều, và cũng có thể là ngược lại 3-2 nghiêng về cho PSV Eindhoven cũng không chừng. Bạn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đá kèo tài nha. Các bạn canh tài còn từ 3 trái đá xuống các bạn hả vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với đội hình chặt chẽ cộng với phong độ đã ổn định thì có thể là PSV Eindhoven họ cũng sẽ không thua Arsenal ở hiệp 1 đâu. Và có thể là hiệp 1 PSV Eindhoven mới là những người có bàn dẫn trước. Vì đó hiệp 1 hai đội hòa nhau một đều. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn PSV Eindhoven và canh tài từ 3 trái đá xuống thì vào. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.